nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm, 10 năm sang Mỹ, làm neo, bưng phở, nuôi con, bị quát mắng, vẫn nhịn nhục. Có sự nghiệp ở Việt Nam, nhưng khi sang Mỹ, Thanh Thanh Tâm phải làm lại từ đầu với nhiều khó khăn, nhưng vẫn phải nhịn nhục để cố gắng. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm, sinh năm 1963, là ngôi sao sáng trên sân khấu cả lương những năm thập niên 90 của thế kỷ trước. Một thời, nữ nghệ sĩ và Vũ Linh được coi là cặp tình nhân trên sân khấu bởi những màn kết hợp đầy ăn ý qua các pha diễn. Là cô đào đình đám ở Việt Nam được các bầu show săn đón nhưng sau đó Thanh Thanh Tâm bị bỏ tất cả mọi thứ ở quê nhà để sang Mỹ định cư và cũng từ đó cuộc sống của nữ nghệ sĩ cũng chẳng còn dễ dàng và phải chấp nhận làm lại từ đầu trên đất khách. Thanh Thanh Tâm sang Mỹ năm 2012 sau khi ly hôn, tiếng Anh không rành nên nữ nghệ sĩ xin vào làm một tiệm spa của người Việt. Thời gian đầu, chị vô cùng khó khăn và chật vật, phải thay đổi nhiều công việc khác nhau và thường xuyên bị quản lý quát mắng. Tuy nhiên, Thanh Thanh Tâm vẫn cố gắng nhẫn nhịn và miệt mài vừa học vừa làm. Đến nay, chị đã có hai bằng về nail và mặt ở Mỹ. Tôi qua Mỹ năm 2012 sau khi ly hôn, phải tự lực cánh sinh trong mọi chuyện. Trong nước, tôi là cô đào được các bầu xô săn đón. Sang nay, tôi chấp nhận làm lại từ đầu. Tiếng Anh không rành, tôi xin vào làm các cơ sở sapa của người việt mới đầu môi trường làm việc không phù hợp tôi chuyển hết tiệm này sang tiệm khác có thời gian đi dọn bàn thu ngân cho một tiệm phở tôi bị một quản lý nhỏ hơn tôi nhiều tuổi quát mắng tối về nhà tôi tuổi thân ngồi khóc nhưng vật dậy bản thân bằng cách tự nhủ lặp đi lặp lại phải cố gắng lên nơi đây không thoải mái như lúc còn ở quê nhà tôi không cho phép bản thân đau ốm tôi quan niệm nghề nào cũng là nghề, tư cách con người mới quan trọng. Biệt mai vừa học vừa làm, đến nay tôi có hai bằng chuyên về phay và neo, do Trung tâm Đào tạo nghề của Mỹ cấp, Thanh Thanh Tâm chia sẻ. Nữ nghệ sĩ tiết lộ sau khi qua Mỹ, mỗi ngày chị đã dạy từ 5 giờ rưỡi, chuẩn bị cơm nước cho hai con và mình mang theo đi làm. Đến 9 giờ, Thanh Thanh Tâm mới về đến nhà và đã hơn 10 năm qua, gần như ngày nào chị cũng sinh hoạt như thế cả một chặng đường dài lý do duy nhất khiến thanh thanh tâm cố gắng từng giây từng phút và vượt qua tất cả chính là vì hai con bên cạnh đó còn có tình thương của khán giả cũng như đồng nghiệp ở hải ngoại nhiều người nhận ra chị thương cảm lại tặng vài trăm đô tặng hoa và động viên hai con là lý do khiến tôi cố gắng từng giây từng phút tham tâm tôi thấy có lỗi với các con vì đã không thể giữ cho con một mái ấm có mẹ và cha Ca Giao, con gái đầu, 38 tuổi, tốt nghiệp đại học về chuyên ngành thông tin đã đi làm. Con trai Kim Tuyền, 25 tuổi cũng đã trưởng thành, hiện quản lý một tiệm bánh trong khi đang học năm thứ hai ngành y tá. Tôi thích chăm sóc các con, xem đó là niềm vui, ví dụ như hàng ngày được chở con đi làm. Tôi cũng nhận được tình cảm đông đầy của người Việt ở hải ngoại. Thời gian tôi làm việc ở tiệm phở, nhiều khán giả nhận ra thương cho hoàn cảnh nên chúa tặng vài trăm dưới đi và người thủ thị động viên cố lên nha cân công việc nào cũng như nhau thỉnh thoảng vài ngày có khán giả gửi bó hoa đến nơi tôi làm rồi đồng nghiệp hai tin đến ăn ủng hộ nữ nghệ sĩ trả lòng ly hôn nhiều năm và được nhiều người ngỏ ý muốn cùng thanh thanh tâm chia sẻ những vui buồn trong suốt quãng đời còn lại nhưng chị nhưng chị không tự tin đi thêm bước nữa nữ nghệ sĩ quen cuộc sống tự lập và cảm thấy thoải mái yên ổn bên các con không muốn xáo trộn thêm nữa